Xin chào chị, em đã đến với kênh của Yến Hi, Yến Hi Handmade. Hôm nay em sẽ hướng dẫn chị em mình làm mẫu túi siêu đơn giản này nhé. Để làm túi ngày hôm nay thì chị em mình cần có sợi dệt này. Làm size túi giống của em thì mình cần hai cuộn máy lửa để dùng để cắt dây nhé. Và kim móc này em dùng kim 3.5. Giờ chị em mình cùng bắt tay vào làm. Để làm sản phẩm này thì trước tiên chị em mình sẽ cần lấy lên 74 bính. Khi chị em đã lấy đủ 74 bính rồi thì mình sẽ bỏ qua hai bính đầu tiên, móc vào bính thứ ba một mũi đơn. Chị em mình sẽ móc cái phần mũi đơn này chỉ gồm 9 mũi liên tiếp kể cả cái mũi mình vừa móc nhé. Sau khi đã móc xong 9 mũi đơn rồi thì bây giờ chị em mình sẽ lấy lên 8 bính. Móc xong 8 bính rồi, chị em mình cũng sẽ đếm tương tự 8 bính ở bên dưới đây. Chị em mình móc vào mũi thứ 9 này, một mũi đơn. Chị em lên tiếp 8 bính. Đếm ở bên dưới này 8 bính. Móc vào chân mũi thứ 9, một mũi đơn. Chị em làm liên tiếp như vậy cho đến hết hàng. Khi chị em đã móc được 8 bính này và ở đây là 9 chân mũi cuối cùng thì ở đây mình sẽ móc vào cái chân mũi thứ 9 này một mũi đơn như bình thường. Sau đó chị em mình sẽ lấy lên 9 bính. Lấy lên 9 bính xong, chị em mình sẽ móc vào chân mũi này. Mình sẽ đưa kim qua như này. Mình móc lên một mũi đơn. Mình móc 8 mũi bình liên tiếp. Mình sẽ móc một mũi đơn vào đây. Mình móc liên tiếp như vậy cho đến cuối hàng. Khi đến cuối hàng thì chị em mình sẽ móc vào mũi đơn này. Bình thường mình chỉ cần móc qua như này là xong, nhưng ở đây thì mình sẽ móc đi qua cái hai cái chân mũi này nhé. Đây, trên kim là đan 3 dây như này, mình kéo kim kéo qua móc một mũi đơn. Ở đây cũng vậy, chị em mình móc tương tự này. Cuối hàng chị em mình nhìn cái chỗ này cũng là một chân mũi nhé. Mình sẽ đưa kim vào. Sau đó mình sẽ lên một bính xoay ngược sản phẩm lại, chị em mình móc tương tự như vậy. Kết thúc hàng 27 chị em mình sẽ lấy lên 120 mũi bính. Tùy vào chiều dài của chị em lấy lên tùy vào chiều dài quai túi mà chị em mong muốn thì chị em mình sẽ lấy lên số chân mũi tương đương với chiều dài mà mình mong muốn nhé. Khi chị em lấy đủ số bính cho phần chiều dài quai túi rồi thì chị em mình sẽ xoay ngược sản phẩm lại, bỏ qua hai chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ ba một mũi đơn. Cái phần quai túi này thì chị em mình móc toàn bộ là mũi đơn nhé, từ đây cho đến hết hàng đều là mũi đơn. Khi mọi người đã móc phần quai túi đến cuối hàng như thế này thì chị em mình sẽ lại móc bình thường.
Từ phần quai túi trở lên, chị em mình đã móc thêm được 30 hàng. Đến hàng thứ 31 thì mình sẽ nối phần quai túi lại. Khi ghép quai túi thì chị em mình sẽ chỉnh lại cái phần dây quai túi này để cho cái phần dây quai túi này nó không bị xoắn gập. Còn nếu như chị em thích cách điệu thì chị em mình có thể để dây túi xoắn lại cho nó cách điệu một chút cũng được. Còn nếu mà để thẳng thì sau khi mình chỉnh dây túi thẳng đúng hướng rồi thì chị em mình sẽ bắt đầu ghép dây túi vào đây nha. Khi ghép quai túi thì móc vào chân mũi cuối cùng này, chị em mình sẽ đưa kim qua cả phần dây túi luôn, mình đánh vào chữ V này, móc qua luôn. Bình thường sau khi mà móc xong thì mình sẽ lên một bính, nhưng mà ở đây khi nối quai túi vào thì mình sẽ không lên bính mà mình sẽ đưa kim qua phần chân mũi còn lại của phần quai túi này. Đây là chân mũi này, mình móc qua một mũi trượt để lên bính ạ. Đây chị em móc qua này, kéo sợi lên. Sau đó mình lên bính và tiếp tục chị em mình quay ngược sản phẩm lại. Như vậy là mình đã vừa nối xong phần quai túi này. Bây giờ chị em mình sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên. Đây ạ, móc vào chân mũi thứ hai. Ở đây chị em mình tiếp tục móc bình thường lên ạ. Khi chị em móc đến cuối hàng của cái phần quai túi này này, nếu chân mũi cuối cùng nhá, mình vẫn đâm vào đây. Lấy lên như bình thường. Đấy, rất là đơn giản luôn. Phần quai túi mình đã nối xong này, cùng chiều với quai túi ở bên đối diện. Ở đây mình sẽ móc lên 26 hàng nữa là kết thúc phần túi này. Sau khi chị em đã móc xong hai phần túi như nhau rồi thì bây giờ mình sẽ ghép hai phần túi này lại nhé. Chị em mình đưa kim qua cả hai bên như này. Tiếp tục móc nhé mọi người. Chị em chỉ móc mũi đơn như này thôi nhé. Khi móc mình giấu luôn cái phần dây nối này vào nhé mọi người. Sau khi chị em mình đã lên đủ 10 mũi, ghép đủ 10 mũi đơn rồi thì mình sẽ lên 8 bính. Chị em mình lại tiếp tục 8 bính một mũi đơn, 8 bính một mũi đơn cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng thì chị em mình sẽ móc vào cái chân mũi này, vào chân mũi bên đối diện này, một mũi đơn. Ở đây chị em mình sẽ móc toàn bộ mũi đơn để ghép cái phần đáy túi lại với nhau nhé. Ở đây thì chị em mình nhìn ở mình cứ nhìn cái phần chân mũi mình nối ấy.
cứ một hàng này là một mũi đơn này mọi người này, một cái đường dây này là một mũi đơn nhá, thì mình căn vào đấy để mình móc lên. Chị em móc 3 mũi đơn liên tiếp, bỏ trống một lần, cách 3 mũi đơn liên tiếp bỏ trống một lần để cho cái phần đáy túi của mình trông được gọn hơn. Còn nếu như mà đáy túi mà mình móc tất 100% mũi đơn ấy thì cái phần đáy túi nó sẽ bị kiểu rộng hơn, nó cứng ấy, thì nó sẽ rộng hơn so với phần đầu túi nhá. Nếu chị em không thích kiểu mũi đơn như thế này, nối như thế này thì chị em mình có thể khâu giáp cũng được nhá. Chị em mình có thể khâu cái phần đáy này hoặc là chị em mình đi mũi trượt cũng được ạ. Khi đến phần cuối này thì chị em mình cũng tương tự như ở bên đầu đối diện, mình sẽ móc 10 mũi đơn ở đây. Đến cuối rồi thì chị em mình sẽ chốt sợi nhá. Khi đến cuối mình làm xong rồi thì mình sẽ kết này. Mình kết hàng và giấu sợi. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc túi. Để làm chiếc túi mà chị em muốn size nhỏ hơn, trông gọn hơn thì ở đây em có một gợi ý cho chị em, đấy là size 30-28. Để làm size 30-28 này thì chị em mình chỉ cần móc lên 74 hàng. Còn chiều dài túi thì mình vẫn giữ nguyên là 74 mũi bính cho khởi đầu nhá. Cảm ơn chị em đã theo dõi video, chúc chị em có được sản phẩm ưng ý. Nếu chị em có thắc mắc hãy để lại bình luận, em sẽ trả lời mọi người sớm nhất có thể nhé. Và đừng quên bấm like để ủng hộ em nhé. Còn nếu đây là lần đầu ghé kênh thì đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video hướng dẫn mới nhất về đan móc nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.